Đó. Đi mẹ mấy anh chỉnh đâu mồ xong rồi đi mấy cái súng nhìn như cái nhìn như cái cục thạch vậy ba. Ý là cái súng mà anh chỉnh đâu mồ á. Cái súng anh nó nhìn như cái cục thạch mà vậy em ăn á, cái thạch thạch rau câu á. Huy Huy em barricade bên chỗ này đúng không Huy? Rồi để em comment. Hosted hả? Comment, comment. Nếu mà không biết thì anh spot lại cho. Barricade vậy. Nghe này, lẹ đi coi chừng tụi nó vô á, tụi nó nằm ngoài rìa á, coi chừng nguy hiểm á. Không phải. Rồi anh tưởng em barricade mà rốt cuộc em không barricade luôn. Anh giờ phải chạy lên. Nó nãy anh thấy anh em đứng trước kia. Bả lồn Huy. Không, tại em đang bay ra cái cửa sổ cái anh kêu chạy chạy xuống nè, em chạy xuống mà. Quá đâu kêu chạy xuống đâu, anh biết em trên đó mới kêu là barricade cái chỗ này này nè. Má hên quá vừa luôn. Tao nghĩ nó đi đường này. Nè, ở đây nè. Ở trên lầu á. Nó mới đi vô nó thì được, mới ok. Mới bắn em xong. Lắc quá không có bích trước được. Đẹp má. Tao chưa kịp chơi. Này thì nhìn là áp nhìn ngu vậy là áp không biết biết rồi. Nó biết ngay chỗ mà ta đang ngắm nữa chứ. Hiếu à, coi chừng ngay đây nha Hiếu. Còn nghe tiếng rồi. Nè, cổng chính có thằng nè. Vừa mới thấy cái chân nó xong. Cái đụ méo. Có bị bắt tịt đâu vậy? Còn đập bãi đó không Bèo? Thơ mai nè. Thơ mai rồi hết rồi. Vô rồi. Blitz ngoài luôn nè. Thấy chạy qua kia rồi, Trong sai. Chết nè, Blitz bên ngoài. Deployed Nitro. Chơi mày đâu có nói là mày chở đâu, tao đâu biết đâu ba. Ủa? Không, mày bắn nó đâu vậy? Sao tao chạy tao không thấy nó? Tại vì mày chạy sao á. Nó ngay đây rồi ba, đà. Cái chân bị hoài luôn á mày. Cái lỗi này lâu rồi, từ hồi school ran ra nó bị cái lỗi đó đó. Chứ nó bè đi cây mẻ rồi, mày canh cầu thang đi nè. Một chút trong này nó barricade không? Trong này nè. Trong này nó barricade không? Hai thằng trong... Hai thằng nằm bên phải đó luôn á. Ôi gì má dễ nhẹ nhàng vậy đó. Má dưới hầm. Hầm hết cái mấy hầm. Đứa trận này đụng nó đéo có lợi thế thì kia này tôi xuống hầm hết trơn. Ê ngay chỗ mày á còn con Valkyrie nữa. Nó nằm bên trái, nó nằm bên phải đâu nè, giờ mà vô là nó đéo nào chứ win spot rồi. Mày bắn được không nghĩa? Rồi chết nữa. Frost luôn không? Ừ Frost. Cái lộn vào đây. Rook. Nice, bắn cái cam đi. Cam đây nè. Thấy rồi. Chạy. Chạy. Trên lầu rồi. Hiếu chạy ra rồi, nó thằng kia nó mà cuộn phải luôn. Nó sợ cái cục này nó chưa gục thôi. Anh thấy mới nó đập rồi. Nó còn trên lầu rồi, nó chưa ra được. Phải luôn. Hiếu phi thân xuống rồi. Phải luôn. Em nó tính tới còn đâu ba.
tay lên, nó gọi là quen tay. Đúng rồi, vô luôn đi. Everybody get down. Nghe đây, nghe đây. Má con chuột đi mẹ. Mẹ chuột. Nổ rồi, nó nổ rồi. Lâu. Đi không thấy em luôn mà. Yeah, no. Lỗ hổng nhiều quá, đéo biết trốn đâu quá. Mày quá mình. Đâu bé, ở đâu vậy? Giờ lầu cùng. Vô vậy? Lầu góc, cái chỗ thằng Huy đứng trên lầu á. Chỗ mà trên lầu á. Oh, Mrs. Happy, nghỉ. Hồi những người đứt cáp. Má bại lồn chết tim. Nó lồn chết tim. Nó nói bên kia mà tèo. Phá sạch hết. Có ai có... Má nó bấm skill đâu rồi ta. Bón rồi vậy. Máp này mà em... Ây chết mẹ. Oops. Giáp mấy bồ ơi. Má đầu vậy ta. Này này spot cho này. Đó, đó. Nguyên khu đó luôn. Má chưa mặc giáp nữa. Lỡ rồi em, giờ này mình đang mặc gì nữa, quất luôn vô rồi. Kìa, nó ra kìa. Sạch kinh hả? Chạy ra cửa rồi, chạy ra khỏi cụm. Má ra đây nè em. Sao mày đi săn luôn cho ta. Từ em coi. Một đống luôn. Ôi ơi, bắn nó. Nice. Đến lết vô trong rồi. Coi chừng cửa sổ á. Nice, thank you. Blast, mém được giết anh luôn. À, mém nó ngay đầu nó rồi. Nó ở đâu anh? Ở đâu chỗ nào? Ngay đầu quá.
Ui. Ui, ui, ui. Ngay cầu thang ngay chỗ anh vừa chết á. Nice. Mà không thấy nó luôn rồi. Săn ngay. Ngon lành ngay. Má nó đi lên như một vị thần vậy mà. Lò không hết đâu. Ủa sao em bị đứng đơ vậy? Ủa? Sao bị cứng đơ luôn vậy ta? Ờ, thì đi nghe bị đánh cứng đơ luôn nè. Ông ngữ ấn nút nằm xuống mà. Ờ, em có đang chát hay gì không? Em có đang chát hay gì không? Ấn nút nằm xuống á, ngồi xuống, nằm xuống thử ơi. Không được luôn. Đây còn cái barricade nè, ai barricade giùm anh chứ. Ủa sao bị cứng đơ luôn vậy? Em hết ba cây rồi. Ê, ai bắn em vô đầu một cái đi. Đi bắn, từ đó, từ đó. Bắn thì chân á. Ê, được rồi nè. Phá đi ba, phá đi ba. Phá trước khi mà con kia nó đặt cái bẫy xuống em chờ. Phúc. Ây trời ơi, đã vô trận rồi em đi còn đi khoe cái gì nữa, anh cho phá đi. Ủa anh bảo. Anh cho phá cái hách mà. Ừ anh cho phá cái hách mà, cho anh đâu có kêu. Anh cho phá đi, phá cái hách mà. Anh đâu kêu, kêu vô trận anh đâu kêu ra ngoài bê khê đâu. Cái anh phải rồi. Luôn. Một viên ở đâu nhẹ. Con bé ở đây. Ồ, hai thằng siêu chết hết luôn. Này lọc công, lọc công, lọc công. Máy không qua được camera luôn. Ok. Trên lầu, chỗ này nó không thấy à. Overload. Oh, nice. Location has been compromised. I need to go out, man. Có con ron nhầm chậm, có con ron nhầm chậm. Cái đầu. Ở đâu vậy ta? No one here, just barricaded. Cây hát. Hiếu ông cầm vô cai mà không hiếu check cái phòng của tôi hiếu. Nghe tiếng môn tịch hay là gì? Lầu 2. What the fuck? Who rush left fuck man? There's one two over here. Hiếu chửi nó đi hiếu. Cái phòng tôi spot đó hiếu. Tôi rồi thấy rồi thấy rồi thấy rồi. Đây vô nè. Chửi à. Đó, chuyển rồi đó. Hết đạn rồi, mà còn Blitz nữa chứ. Blitz thì Hibana. Hibana chết rồi, Hibana tao bắn rồi. Hibana tao bắn rồi. Ở đây là... Còn hai thằng à. Hai thằng gần mà. Nè, một thằng rồi đó. Một thằng ngoài cửa sổ nè, nghe cho đang canh nè. Còn thằng Blitz ở đâu? Blitz là đó, spot đó. Nè là nó. Vì mẹ sao mà bắn được. Em nghĩ nè, Blitz là đó, spot cho cái đó.
Còn thằng kia tao không biết đâu á, nó chạy đâu tiêu. Nè, Blitz đứng luôn rồi. Blitz, mày giải lên bắn được không? Còn một thằng. Mất máu rồi, mất máu rồi, mất máu rồi, mất máu rồi. Nice. Không biết thằng bên bên này nè. Chạy rồi. Đâu ta? Em nghe tiếng súng bắn bên này nè. Mà chắc nó hù mình hay là gì. Khoảng 25 giây kiểu gì cũng có vô à. Đây nè, đây nè, đây nè. Ở đâu vậy? Nó đó đó, chết rồi đó. Tính chạy ra bắn rồi. Mà nghĩa bắn trước rồi. Mẹ nó hù mình. Hay lắm mẹ mày. Lim đi. First bait. Ôi tao tưởng tao bay spawn một điểm mà tao không chạy vô. Ý là tao thay vừa thấy tao bởi vì tao chưa kịp nhìn vô cái cục đó là tao bị bắn rồi. Còn lại thì tao đéo biết. Má thì mình đưa lên nghe mình kia. Lúc đó nó bị cắm nước, nó bị vô nước ma. Em sửa được rồi. Tầm đánh 4 đó mà. Còn đi đứt dây. Tầm đánh 4 mà thua đi. Hay lắm đi mẹ. Bánh 4 mà thôi nó thì được. Giờ 4 đến 4 rồi đó. Phải luôn rồi đó. Má bạn, má bạn đã bị bonus skill vô đầu. Nó ra nghĩa. Gì mày ngon ra mày. Ra đây mày, bắn solo tao nè. Kêu chết đầu tiên. Roll đi vô đi mày. Có 7 nha. 7 hả? 7 này như chút bắn không được quá. Ờ đúng rồi. The biohazard container has been located. Ủa tao đang coi cam của thằng Huy mà tự nhiên tao nói có khả năng bắn như con chút là sao? Bự vậy? Chừng nhập 3. Ừ thì mấy cái cam này bự đời lắm ba. Tao đang coi cam của thằng Huy mà tự nhiên nó bắn như con chút được ba. Ủa sao tao coi cam chút được hay vậy? Đúng rồi bố. Chị mẹ em bị hack rồi. Game bị hack rồi. Camera chết rồi. Camera chết rồi. Đâu đâu phải cam của em đâu anh. Cam của em. Ừ không, nó đợi tên em. Nó đợi tên em. Nhưng mà lại là cam của con khác mà. What the fuck, đợi tên em nữa mà. Ảo vậy. Ủa Nghĩa đâu rồi, Nghĩa đâu rồi. Còn em đập thêm cái nào. Check ba. Trong sai có frost á, trong sai có frost á. Ôi. Má thấy rồi. Không, trong cái phòng đó không có đâu em. Quẹo qua bên tay phải em, tay phải em, tay phải em. Đó ngay cái góc đó luôn á, ngay cái góc em đang ngắm. Đây 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 đem trọng bom vô. Ê, Huy Huy, ơ lộn, Huy đập cái tường này nè Huy. Đó đó đó, đập cái tường đó đó Huy. Ê chết mẹ, chết mẹ, chết mẹ. Này. Rồi vô sạc kêu luôn đi, vô sạc kêu luôn đi, sạc kêu đi ra mà. Tụi nó bỏ sai đi hết trơn rồi. Rồi đem cắm hết đường này nè. Này chỗ anh nè. Hello. Khỏe không? Nó bây giờ được bất ngờ liền. Đéo ngờ nằm đó luôn ba. Mày chậm. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers.